nó cứ bùa xanh nè, cứ bùa xanh nè, cho mày đi về mày ngồi mày đếm số luôn, 1-4 nó chết bục phá cho mày há họng luôn, chơi mày luôn, solo mày luôn, xuống sát mày luôn, cổ máu mày luôn, trời ơi, bắt luôn, quất cổ máu mình còn chưa cuối nha nè, nhưng mà mình chưa xài đâu, gần hết máu mình mới xài luôn, sắp mặt nha con. Đúng là con trai của ta. Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Thì với rất là nhiều yêu cầu làm về vị tướng Aeron, thì mình hôm nay mình sẽ cầm vị tướng Aeron đi top để chia sẻ cách lên đồ phù hiệu và bảng ngọc cho anh em xem nhé. Thì pha đầu thì mình đã solo với anh Yuka và mình tiễn anh về bảng đếm số liền anh em ạ. Tiễn về liền ngay tức khắc. Quấn lộn với Aero solo tay đối là không chơi không lại bạn mình rồi bạn Yuka ơi. Mình có cái tay đại đao, cái mình quay tay cái tay to lắm. Đấy thì sau khi mình đã tiêu diệt được vị tướng Yuka thì mình quất luôn 2-3 con quay nhỏ này cho cái lượng tiền nó xanh xanh. Nếu cái thằng nào mà nó lên nó ganh mình thì mình bổ trên cái mặt nó liền nha anh em. Về vị tướng Aero này thì rất là nhiều anh em yêu cầu làm về vị tướng Aeron này, thì mình sẽ chia sẻ cái bảng ngọc và cái lên đồ chi tiết nhất cho anh em xem nhé. Đấy. Thì đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về cái nội tại và cái chiêu thức của vị tướng Aeron, sau đó thì mình sẽ chia sẻ về cái bảng ngọc. Đấy. Thì anh em cứ từ từ xem. Đầu tiên về cái nội tại của vị tướng Aeron là tay ác ma nha anh em. Ui dùi, Triệu Văn nó vô đây nó cứ bùa xanh này, cứ bùa xanh này, cho mày đi về mày ngồi mày đếm số luôn, 1-4 nó chết bục phá cho mày há họng luôn, chơi mày luôn, solo mày luôn, xuống sát mày luôn, cổ máu mày luôn nè, trời này quất đặc lắc luôn, quất khô máu mình còn chiêu cuối nha nè, nhưng mà mình chưa xài đâu, gần hết máu mình mới xài luôn, sắp mặt nha con. Ở đó mình solo tay đôi với bố mày à, bố mày cho mày đi chầu Diêm Vương ngay mà. Đấy, về cái tay ác ma của vị tướng Aeron, cái nội tại của nó thì mọi cái đòn đánh thường mà trúng tướng địch á thì sẽ giúp nhà trúng đích á thì sẽ giúp Aeron tích một quỹ trợ lực và liên tục trong vòng 5 giây tối đa sẽ tích lũy là 5 quỹ trợ lực, và các quỹ trợ lực này nó sẽ tiến nó khiến cho Aeron là tăng tốc chạy và tốc đánh và 14% hút máu nha anh em. Đấy, thì cái ngoài ra là cái đòn công kích thường thứ ba sẽ biến thành tay dài đột kích và gây 140% công vật lý. Đấy. Các cái chi thức của vị tướng Aeron thì có thể đi kèm hút máu nha anh em. Mày vô đây nhả quất kiếm cái định kiếm cái con bụi xanh bụi nhỏ này à, dễ đâu. Mình đang ăn ra cái dồn dồn thằng này láo nha, búa cho mày một phát nữa nè. Đấy. Thì cho nó một cái bàn tay thật là bự búa xuống là nó há họng anh em. Ui dùi chặt rồi anh em ơi. Thì chiêu một của Aeron là tay lưỡi liềm, thì Aeron sẽ lướt về phía trước và vung tay lưỡi liềm quét ngon cái địch và gây sát thương. Mỗi đòn trúng trước trúng tướng địch sẽ giúp Aeron hồi máu nha anh em. Và khi mà sau khi mà lướt á thì Aeron nó sẽ lập tức là nó tiến sát tới cả địch nó quýnh nha anh em. Bây giờ mấy ông nội dưới đây, ông quýnh lộn dưới đây thì mình xuống mình dứt mấy ông luôn nha. À, ra là mày chạy. Ui giời, tóc biến kìa. Còn nhiều máu vậy mà tóc biến kìa. Trời ơi mà chạy. Chửi không linh gì hết bạn ơi. Đấy, bằng tai chi của tên bạn quýnh sát thương chuẩn mà gặp Aeron bỏ chạy là sao nha. Yếu vậy. Này quýnh solo mà yếu vậy. Ra chơi khô máu với mình chứ nha. Về cái chiêu 2 của vị tướng Aeron là tay đại đao nha anh em. Thì tay phải của Aeron sẽ biến thành một cái đại đao chém xuống những kẻ địch và gây sát thương. Đồng thời nó sẽ gây sát thương vật lý và lùm chậm tướng địch nha anh em. Đồng thời là nó sẽ giúp cho Aeron hồi 12% máu đã mất. Mỗi đòn đánh trúng tướng địch thì nó sẽ gặp. Ui dù ui mình lo mình té anh em ạ. À. Thì nếu mà Aeron đang sở hữu đủ 5 quỹ trổ thì Aeron sẽ sử dụng hết để miễn khống chế và gấp đôi sát thương và hồi máu bản thân, đồng thời là hất tung nạn nhân trong vòng 1 giây. Thì anh em chú ý là cái chiêu 2 này nó sẽ cái tay đại đao này anh em chú ý là khi búa là anh em cố gắng lúc nào mà búa trúng 5 cái nội tại thì nó sẽ gây sát thương lớn và hồi máu nhiều nha anh em, và đồng thời nó sẽ hất tung kẻ địch, chứ mà nó không đủ 5 quỹ trợ lực thì anh nó sẽ không hay hất tung nha. Nếu anh em farm có đủ cho 5 cái úi chủ ulti lên luôn anh em ạ, mình sẽ ulti để mình đắp đất chú nha. À
chạn. Ui rồi ui, không được luôn. Pha đó mình tưởng đâu mình búa cái tay đại đau để mình ăn cái màn đó, nhưng mà vị tướng Violet của team mình đã bán chết vị tướng Yuka của team bạn rồi anh em ạ. Đó là cái chiêu 2 của vị tướng Aeron. Về chiêu 3 của vị tướng Aeron là cái Magma, thì Aeron sẽ phóng lên không trung và trở nên bất tử trong vòng 2 giây. Và khi mà nó rớt xuống thì nó sẽ gây sát thương, và nó đồng thời là nó gồm trốn cái địch nha anh em. Cái này thì anh em có thể là dùng truy sát tướng địch hoặc là dùng để bỏ chạy anh em ạ. Thì mình thì mình thường thường mình sẽ để cho nó gần gần yếu yếu máu rồi mình sẽ bay lên không trung. Mà sau khi bay lên không trung rồi thì anh em đáp xuống thì anh em sẽ có tích lũy được 5 cái nội tạng liền nha anh em. Chơi mà luôn, xuống sát mà luôn, khô máu chơi ulti lên nè, chạy đâu bạn ơi. Chơi mà chạy à mày. Bạn ấy là solo không lại mình rồi anh em ạ. Gấu không solo lại Aeron rồi. Chắc là bạn gấu này bạn bị mình hành nhiều quá nè. Đánh không lanh là bị Aeron nó hành liền thôi. Gấu mà cứ đánh solo tay đôi với Aeron là toan anh em ạ. Thì bạn gấu ấy nếu mà đánh tốt là bạn ấy phải deform, từ từ giữ đường mà đánh. Chứ khúc đầu mà đánh với Aeron, bởi vì Aeron nó có cái hồi máu mà, gấu nó đâu có hồi máu đâu. Nên là quýnh là chắc chắn là quýnh không lại rồi. Nên là nếu mà muốn quýnh lại Aeron á thì gấu phải đủ 3 món đồ, hoặc là đợi cho Aeron nó hết chiêu rồi bay vào dễ ulti rồi các kiểu đà điểu thì mất may chứ được. Anh Malok, anh định ra anh làm gì mình đây? Ôi trời ơi, bay ulti lên luôn kìa. Nhưng mà không trúng rồi anh em ạ. Vị tướng Triệu Văn đã dùng cái chiêu 1 để bỏ chạy rồi. Có bạn nào trong này tưởng đâu chạy ra cướp, đừng cần dài dài mà ra cướp cái bùa đỏ của mình nha bạn nha. Ôi trời ơi, văng hả văng. Tiếp theo lại, chạy đâu bạn ơi, chạy đi đâu bạn ơi. Ôi trời ơi, ê, đâu mà, chạy đâu mà. Truyền thuyết luôn anh em ạ, một búa là bỏ mạng thôi mà, một bổ là sắp mặt thôi mà. Anh em thấy Aeron mạnh không? Rất là mạnh. Bây giờ mình vô mình lụm luôn cái bùa xanh của nó. Nhà thì không có chó thì ai mà giữ được cái bùa xanh này đúng không anh em? Mấy anh khứa này sao mà bùa xanh nó không chịu ăn nha. Bằng Triệu Văn nó ngồi nó đếm số mà sao mà nó ăn cho được. Nếu mà muốn ăn mà Aeron mà để ăn bùa xanh nữa thì thôi, chứ chiêu thức nó hồi liên tục như vậy thì thôi ai đánh lại Aeron nữa. Aeron thì anh em cầm solo đường tốt cũng không ngắn các bạn vị tướng nào nữa nha. Bởi vì nó kể cả cái vị tướng mình nhiều khi mình thấy vị tướng Aeron á, các bạn hay chơi cầm Aeron solo với thằng Florentino, nó vẫn ăn Florentino anh em ạ. Hai vậy đấy. Aeron nó quấn rất là nếu mà anh em dùng tốt kỹ năng của Aeron á thì anh em có thể là căng cái đường được đường tà thần nha anh em. Và rất là nhiều anh em yêu cầu làm vị tướng này thì hôm nay mình làm cho anh em xem. Về cái build đồ Văn Ngọc thì mình đã chia sẻ hay phút cuối clip. Và đồng thời anh em mà thấy hay á, thì anh em hãy comment với phần bình luận và ủng hộ mình bằng nút là một nút đăng ký và bấm cái chuông để khi mình ra clip mới anh em sẽ là người xem đầu tiên. Ui trời ơi, chạy vô đây mà cướp bùa bạn ơi. Ê Triệu Văn đừng có yên hiếp, đừng có ăn hiếp. Ui trời, ăn hiếp chứ ai á mày. Bạn ấy bên định ăn hiếp các bạn Violet của team mình anh em ạ. Nhưng mà không được rồi, gặp Aeron là toan ngay, gãi ngay. Chạy đi đâu cho thoát. Không có thể thoát được đối với cái mắt ma của Aeron được. Chú ý cái trụ dưới kìa anh em ạ. Úi chú, theo nát kìa. Chạy đi đâu bạn ơi. Và đó mình không tích lũy được đủ nội tài nha anh em. Khi mà không tích lũy đủ nội tài thì không đủ 5 cái nội tài ở dưới cái vạch máu của Aeron á, thì anh em sẽ búa nó sẽ hồi máu rất là ít và nó sẽ không làm choáng được kẻ địch nha anh em. Mình dùng chiêu cuối đó mình bay ra luôn nha. Chạy đi đâu các bạn ơi. Một búa là một mạng dễ ôm mà. Cứ búa là có mạng anh em ạ. Hai thằng này đi đâu nữa, đi về mà đến số luôn nè. Đó, thấy gì không anh em, rất là anh em thấy mạnh không ạ? Quá là mạnh đúng không? Cứ bổ xuống là có mạng, bổ xuống là có mạng anh em ạ. Thằng thánh luôn rồi anh em, giết 7 mạng liên tiếp không chết mạng nào. Thì tiếp tục là cướp cái bùa xanh của vị tướng Triệu Văn của team bạn. Triệu Văn này có lẽ là nó ăn chay anh em ạ. Ăn chay. Aeron không cần mana vẫn có bùa xanh trong người. Thôi thì để hồi chiêu đỡ cũng được anh em ạ. Hồi chiêu nhanh hơn. Khi mà anh em
Thằng này chạy đâu bạn ơi, chạy đâu bạn ơi, mình sẽ búa cho bạn chạy sấp mặt luôn nha. Ulti đi đâu bạn, nó ulti mình ulti theo anh em ạ. Không có chạy đi đâu được, không có chạy đi đâu được. Ui chùi ui, pha đó mình không ăn được mà vị tướng Detra của team mình ăn được anh em ạ. Hồi nãy cái vị tướng Triệu Văn cũng vậy, cũng bị Detra nó quýnh sơ sơ cho nó vẫn ăn được. Bây giờ thằng Malok cũng vậy. Đấy, nếu như mà anh mình ăn được hai mạng đó thì mình cũng giết được 9 mạng rồi anh em ạ. Trợ thì tóm mạng rồi, giết thì 7 mạng, chết không mạng. Đấy, anh em thấy Eron mạnh không? Rất là mạnh đúng không? Đấy, anh em có thể luyện Eron vào trong tranh liền. Bây giờ mình lên được Grand Ferris rồi, lên cái anh này rồi thì mình búa auto bá đạo luôn anh em ạ. Cứ một bố là một mạng là có thật anh em ạ. Triệu Văn này láo nha, cứ giữ cái trụ này, thằng mày ra đây mày giữ trụ. Ui trời, chưa dễ cái trụ nó bắn mình hai ba phát là mình lo té liền anh em ạ. Khứa Triệu Văn này láo nha, đợi đấy. Triệu Văn chắc chắn là nó bú không lại mình rồi, bởi vì cái lượng đồ nó không có xanh được. Từ nãy giờ mình cứ mít cái bù xanh của nó không thể nào xanh được anh em ạ. Chơi mình luôn này. Ui trời ơi, không được rồi, không được rồi, hết lính rồi anh em ạ. Khi mà không có lính thì anh em không nên mạo hiểm nha, bởi vì khi đó là cái trụ nó sẽ bắn vô mình á, không bắn vào lính đâu. Thôi mình xuống mình lấy cái trụ này, bây giờ mình chơi luôn Triệu Văn không anh ta. Ui trời ơi, Triệu Văn này giữ cái đường này hay nha, cố gắng giữ tốt đấy bạn. Bạn cố gắng như vậy rất là tốt, nhưng mà trên kia thì cái nhà của bạn nó cũng sắp nát rồi. Đấy, chết ngang Malok, nằm im ru liền, đếm số liền. Một cái trụ nữa đổ xuống nè. Bây giờ team mình sẽ tràn vào theo bài lính này, ulti lên luôn nha anh em, ulti lên luôn để mình giết cái thằng AD của team nó. Không được rồi, ui chùi, chùi ui, chùi ui. Mình búa một búa thằng theo nát gần chết anh em ạ. Hãy, mình lướt tới quạt cái ta là sắp mặt liền, ăn tóm mạng rồi anh em ạ. Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn, chính mạng rồi kìa. Rất là mạnh mẽ đến từ vị trí của Eron. Hãy, bây giờ là sẽ tới phần video, phần ngọc và cái phù hiệu cho anh em biết nha. Về bản ngọc chuẩn và mạnh nhất của Eron thì anh em sẽ dùng bản ngọc như sau nha. Mình gắn lại cho anh em xem nha. Đầu tiên về ngọc đỏ thì anh em sẽ gắn ngọc tốc đánh cho mình nha. Tốc đánh 1.6 và tỷ lệ chi mạng 0.5%, gắn 10 viên cho mình. Tốc đánh 1.6 và tỷ lệ chi mạng nha anh em. Về ngọc tím á, thì anh em sẽ gắn như sau nha. Tốc tím ngọc ngọc tím á, thì anh em sẽ gắn 5 viên hút máu, 5 viên hút máu 1.6% và 5 viên tốc đánh tốc chạy 1% nha. Gắn theo tỷ lệ như thế này nha anh em. Đó. Về ngọc lục á, thì anh em sẽ gắn 10 viên công vật lý và xuyên giáp, công vật lý 0.9 và xuyên giáp 6.4. Đấy, gắn như vậy nha anh em. Đấy, thì bản ngọc của Eron sẽ có tỷ lệ chi mạng là 5%, xuyên giáp là 64%, hút máu là 8%, tốc chạy 5% và tốc đánh là 21% nha anh em. Về cái phù hiệu của vị tướng Eron thì anh em sẽ dùng cái phù hiệu đấu khí. Đầu tiên anh em sẽ chọn vực khủng mang và anh em chọn cái dư ảnh, thì sau khi tung chiêu lướt á, thì anh em sẽ có cái dư ảnh và đòn đánh thường, sau đó sẽ gây sát thương. Tiếp theo là anh em sẽ chọn cái tăng sát thương. Cái món cuối cùng là anh em sẽ chọn cái đấu khí. Cái này thì sau khi tung chiêu hoặc đòn đánh thường trúng tướng địch sẽ tăng hiệu ứng. Tối đa là cộng dồn 10 tầng và khi đủ 10 tầng sẽ hồi máu và chiêu gây ra là sát thương chuẩn nha anh em. Trong dưới thì anh em sẽ chọn cái thành khởi nguyên và chọn cái siêu hồi máu. Tiếp theo là anh em sẽ chọn cái thành khởi nguyên và chọn cái thợ săn nha. Về cái trang bị của Eron thì anh em nên cầm cái trang bị như thế này nha. Trang bị là lựa chọn này. Đấy, đi top thì anh em sẽ lên cái dây kiên cường để nó kháng 35% kháng hiệu ứng. Cây kiếm tiếp theo là anh em sẽ lên cái thương long Guinness để tăng công vật lý 15% giảm hồi chiêu và 500 máu tối đa, và nó có cái nội tại là phá giáp, cây sát thương sẽ trừ giáp của nạn nhân. Tiếp theo là anh em sẽ lên cái phức hợp kiếm để sau khi mà anh em tung chiêu cái đòn đánh thường tiếp theo là nó sẽ cộng thêm 100% công vật lý. Cái món thứ tư thì anh em sẽ lên cái Hercules thịnh nộ nha. Cái này thì nó sẽ tăng công vật lý và tăng giáp cho vị tướng Eron, và nó có cái nội tại là cuồng nộ, khi máu của mục tiêu của tướng mà xuống dưới 40% thì nó sẽ tăng 20% hút máu và tạo ra một lớp lá chắn nha anh em. Và cái món thứ năm thì anh em sẽ lên cái Anferic để tăng 200 công vật lý và có cái nội tại chinh phạt, khi máu của mục tiêu xuống dưới 50% thì sẽ chịu thêm 30% sát thương. Và cái món cuối cùng anh em sẽ lên cái giáp hồ mệnh để hồi sinh. À, mình vừa mới chia sẻ cái bản ngọc, phù hiệu và lối lên đồ chi tiết và mạnh mẽ nhất của vị tướng Eron để solo đường top. Chúc anh em xem clip vui vẻ, nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và bấm cái chuông để ủng hộ mình. Và anh em muốn chơi vị tướng nào anh em hãy comment dưới phần bình luận để mình làm cho anh em xem. Bye bye anh em.